Enzyme là gì? Tại sao chúng ta lại phải sử dụng enzyme 38 lên men hàng nội địa Hàn Quốc? Sau đây chúng ta nghe bác sĩ trình bày. Một cái chủ đề nó chính là những enzyme trong cơ thể chúng ta mà chúng ta hay còn gọi là những cái men, những cái chất xúc tác vân vân. Thì rất nhiều người hỏi Tuấn á, vậy là cái enzyme là cái gì? Và vai trò của nó là cái gì chị ha? Thì Tuấn sẽ chia sẻ anh chị một số một điều mà Tuấn sẽ giải thích cho anh chị ngày hôm nay. Như các anh chị biết á, enzyme á, bản chất á, nó là một loại protein. Đó là chị ha. Enzyme này nè, nó là một protein. Và anh chị ơi, nó một protein để làm gì? Nó vai trò là một cái chất tên là xúc tác. Và để dễ hiểu anh chị hiểu, dễ hiểu như nè. Ví dụ anh chị ha, chúng ta muốn đốt lửa, chúng ta có củi đúng không? Thì chúng ta sao phải cần sao? Lửa, những que diêm để mà đốt cái củi đó. Thì chúng ta dùng nha, cái enzyme thì nó cũng giống như là lửa của cái que diêm để mà nó đốt nó đi. Chứ là nó có phải nhờ đó xúc tác thì cái việc đó nó mới xảy ra được, tức là gọi là xúc tác. Thì chị ha, thì nhắc lại chị, những cái enzyme mà dân gian người ta hay gọi là những cái men nha, cái vai trò của nó đó anh chị không, có rất là nhiều vai trò, nhưng mà nó có ba vai trò trong việc là hấp thụ nha. Cái gì chúng ta ăn thức ăn vô thì nó để hấp thụ vô. Nhắc lại chị, những cái gì chúng ta ăn vô á nha, để mà hấp thụ vô á, nó không phải á là tự nhiên á mà nó chạy vô cơ thể chúng ta đâu, mà nó những thức ăn chúng ta, tương tự ví dụ chị ha, một mẩu thịt chúng ta ăn, hay là mẩu cơm chúng ta ăn, hay là những chất béo đi để mà đi vào cơ thể chúng ta, nó sẽ được cắt nhỏ ra, cắt chắc cắt nhỏ ra, anh chị hiểu không? Thì khi đó nó sẽ dùng một lượng những cái enzyme này nè để việc tiêu hóa đó, nó là do việc nhanh ra hết hấp thụ. Thứ hai là gì? Để người là sao tiêu hóa đó, đầu tiên á là sao hấp thụ để mà đi vào cơ thể chúng ta, sau đó nó sẽ đưa đến những cái các cơ quan, đặc biệt đến gan, các cơ quan để mà việc tiêu hóa đó nha, để mà việc thực hiện chức năng của nó. Và cuối cùng á nha, nó sẽ gọi là chức năng gọi là chuyển hóa, tức là chị không, tức là nó biến đổi á, chất này thành những chất khác. Và trong cơ thể anh chị biết không, theo Tuấn biết á, là sao nó không phải là một cái phản ứng đơn giản, một cái chất A nha cộng B với lại xúc tác của cái enzyme thì nó thành C đâu, không phải. Nó là một cái phản ứng rất rất là nhiều phức tạp trong đây nha chị ha. Tương tự vậy ha, và chữ chất C này nè, nó cộng với chất D nha, thì nó sẽ phản ứng rất rất là nhiều thành những cái chất E khác nha, nó cũng cần những enzyme. Mà đôi khi chị không, những enzyme này nè, nó phản ứng liên hoàn, nói chung là sao những cái chất này nó hoạt động rất là phức tạp trong cơ thể chúng ta. Và hầu như là chưa có một cái khoa học để mà chứng minh được những phản ứng nó đơn giản. Nhưng vì chúng ta cứ dễ hiểu, chúng ta nhắc lại vậy ha, học để dễ hiểu là chúng ta cái phản ứng chất A thì nó B thôi, nhưng sự nó là một chuỗi những phản ứng rất là phức tạp mà chúng ta không thể nào, cái máy móc không có một cái phương tiện nào để đo đạt được hết. Và người ta chỉ đánh giá ở công đoạn cuối cùng khi ra nó cái sản phẩm thôi, tức là quá trình hấp thụ nha, quá trình tiêu hóa và trình chuyển hóa đó đi. Thì nhắc lại chị, rất là nhiều cái enzyme, và người ta thấy rằng á, trong cơ thể chúng ta có khoảng 5.000 đến 7.000 cái enzyme khác nhau. Nhắc lại chị ha, ví dụ như vậy, ở trên nước bọt chúng ta nha, trên miệng chúng ta là có nước bọt, nó có cái tên là amylase. Đầu tiên á là nó để sao tiêu hóa những thức ăn, một số thức ăn, ví dụ là từ cái tinh bột, nó sẽ được phân nhỏ ra thành những cái cấu trúc nhỏ hơn, rồi sau đó đi đến dạ dày, nó cũng sau đó nó được nghiền chia nhỏ khác, rồi sau đó đến ruột, nó sẽ được tiêu hóa nhỏ ra nữa, và nó sẽ khi được hấp thụ qua cơ thể, nó đến gan, nó sẽ được tiêu hóa nhỏ, nói chung là rất là nhiều cái enzyme như vậy.